Thưa quý vị, thời gian qua, tỉnh Long An duy trì thực hiện nhiều giải pháp kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng, logistics và kinh doanh thương mại dịch vụ qua các sàn thương mại điện tử. Nổi bật là Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều chỉ thị kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025, phê duyệt kế hoạch chương trình xúc tiến thương mại và công nghiệp hỗ trợ tỉnh Long An năm 2023, kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Sang Đỏ với khoảng 20 doanh nghiệp tham gia. Đặc biệt giới thiệu quảng bá các sản phẩm tiêu biểu OCOP của tỉnh qua nhóm Zalo, Facebook trên sàn thương mại điện tử của tỉnh. Hiện nay, tỉnh đang hỗ trợ Aeon đầu tư siêu thị tại phường 6, thành phố Tân An.